Xin chào các bạn nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái tiếng piano trên cái đàn Yamaha Eletone ELS01 giống như tiếng mà mình vừa mới trình bày xong nhé. Thì tại cái bảng điện tử này Voice Display này, các bạn nhìn thấy này, mình sẽ chọn tiếng piano 3 cho tay trên và tiếng nền là string 9, tay dưới là piano 3 luôn và tiếng nền là smooth pad 1. Chân bass thì mình sẽ chọn là Ascos Bass 1 và Piano 3 là tiếng phụ nhé. Thì để chi tiết vào từng tiếng mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Các bạn chọn Piano tại Upper Keyboard Voice 1 sẽ hiển thị ra như vậy. Và các bạn chọn Piano 3 nhé. Sau đó mình sẽ nhấp thêm một lần nữa thì tại bản hiện điện tử nó sẽ hiển thị ra như vậy. Các bạn nhìn Upper Voice 1 Piano 3 Pan này có nghĩa là cái cân bằng âm thanh ấy. Nếu mà đưa về đây ấy, thì loa bên này nó sẽ, các bạn sẽ nghe nhiều, còn đưa về bên này thì sẽ nghe loa bên này, nhưng để giữa thì nó sẽ cân bằng hai loa nhé. Tiếp theo là cái Touch Tone này, là cái Individual này, mình để càng cao thì nó sẽ tạo hiệu ứng cho tiếng piano rất chân thật. Ví dụ như các bạn bấm nhỏ thì nó sẽ kêu nhỏ, bấm to thì nó sẽ kêu to, kêu lớn. Nó giống như cảm biến âm thanh rất tốt đó. Còn cái After này thì mình cứ để bình thường nhé. Cái Pitch, cái Horizontal này mình không quan tâm. After này mình cũng để bằng 0 nhé. Cái Fit Preset này ấy, số 8 có nghĩa là hiện tại mình đang ở cái cung này. Nếu mà mình bấm số 4 mà đánh cùng cái nốt này ấy, ví dụ mình bấm số 4 thì nó sẽ cao. Rồi, cái reverb này thì mình để cao một chút xíu để nghe cái âm thanh tiếng piano nó đầy hơn và nó chân thật hơn. Volume thì mình có thể để volume cao nhất có thể nhé. Rồi tiếp theo là qua cái tiếng nền cho Upper Keyboard Voice 2. Thì tại đây mình bấm ở string, nó cũng hiển thị ra giống như tiếng piano luôn. Các bạn chọn tùy thích nhé. Mình chọn là string 9. Rồi sau đó bấm thêm một lần nữa, nó cũng ra vậy. Thì ở tại đây mình cũng điều chỉnh gần như là giống như là ở bên tiếng chính là tiếng piano. Initial này cũng để cao và cũng để đúng quãng 8 này luôn, quãng 8 phẩy này luôn. Reverb đầy luôn. Nhưng tại cái volume này mình chỉ để nó ở mức 1 thôi. Thì các bạn nghe tiếng piano vẫn là tiếng piano, nhưng mà đằng sau nó sẽ có một tí xíu nền khi mà tiếng piano ngưng. Rồi tiếp theo tay dưới nhé. Tiếng piano thì chọn y như và làm cách thức y như ở trên này luôn. Nhưng đối với tiếng nền thì mình tạo một cái khác biệt tí xíu, là mình ở tại cái pad này. Mình sẽ chọn cái smooth pad 1 này. Rồi ấn tiếp một lần nữa thì nó sẽ ra tiếp cái trang tiếp theo nhé. Tại đây mình cũng chỉnh cái initial này cao luôn. Quãng mình cũng để giống nhau, reverb mình cũng đẩy lên cao một tí xíu. Và cái volume mình để vừa phải thôi. Các bạn nghe tiếng tay dưới nhé. Sau cái tiếng piano tắt ấy, thì cái tiếng lower keyboard voice 2 này nó sẽ vang còn lại. Rồi đối với chân bass pedal, mình sẽ chọn cái này. Tại đây mình sẽ chọn cái Acoustic Bass 1 nhé. Đây, ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ ra cái này. Thì tại đây cái Initial mình sẽ để vừa phải thôi. Nó sẽ ra cái âm thanh như vậy. Nghe rất nhẹ nhàng. Rồi, nhưng thêm một cái tiếng phụ cho tiếng bass nữa thì mình sẽ chọn số 1 nhé. Số 1 nó sẽ ra ở trên này này, rất nhiều nhạc cụ này. Mình sẽ chọn piano. Các bạn thấy cái piano nó có vàng lên này, thì mình cũng chọn piano 3 nhá. Rồi bấm một lần nữa. Tại cái tiếng bass này mình sẽ để cái initial này cao nhất có thể, và cái quãng cũng bằng cái tiếng bass của cái này luôn. Rồi khi mình đánh nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng như vậy. Mình đạp bình thường ấy, thì nó sẽ kêu tiếng bass mà mình đã chọn acoustic bass ấy,
Nhưng mà khi mình đạp thật mạnh ấy, thì nó sẽ kèm theo tiếng piano luôn. Các bạn nghe tiếng piano không? Vừa bạt vừa có piano luôn. Thì khi mình đánh ấy, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho mình cái vấn đề mà tiếng piano mà có những chẳng hạn như vậy. Đó là cái cách mình cài đặt tiếng piano cho cây đàn này nhé. Và đây là ví dụ.